tiếng khóc oa oa chào đời của một bé sơ sinh cắt ngang sấm vang chớp giật, một sinh mệnh ra đời trong gió táp mưa sa. Vì chiến đấu ở núi Ngao Ngư bất lợi, bộ đội có thương vong, tôi và Lý Ninh lại bị lạc không biết ra sao, nên Hồng Thủy rất buồn, bực bội. Điều đó cũng dễ hiểu. Khi chúng tôi trở về đơn vị không lâu, tôi và Hồng Thủy bất đắc dĩ lại phải chia tay nhau. Tôi sắp ở cữ, thực không thể thích ứng được với sinh hoạt chiến đấu khẩn trương của bộ đội. Nếu tiếp tục di chuyển theo bộ đội, chỉ tăng thêm phiền phức cho đồng đội. Tổ chức quyết định để Lý Ninh ở lại cùng tôi, ẩn náu trong một thôn nhỏ miền núi của huyện Hành Đường, đợi trận càn của địch kết thúc, sẽ lại đón về với bộ đội. Khi chia tay, người hay chuyện như Hồng Thủy mà cũng chẳng nói được nên lời. Anh lẳng lặng ngắm tôi hồi lâu rồi mới nói: anh không có cách gì lo được cho em, em phải giữ gìn cẩn thận. Hết càn quét chúng ta lại gặp nhau, em nhất định phải hết sức chú ý đề phòng. Tôi hiểu Hồng Thủy rất lo cho tôi nên an ủi anh: anh cứ yên tâm, em và cô y sĩ Lý Ninh ở cùng nhau, lại còn bà con chung quanh, không có vấn đề gì đâu. Em đã chuẩn bị tư tưởng, khó khăn lớn đến mấy cũng không đánh gục được em. Hồng Thủy gật đầu nói: anh biết em rất kiên cường. Anh nhắc lại: hãy tự mình hết sức giữ gìn em nhé. Không ngờ rằng thời gian của cuộc càn đặc biệt dài, tôi đã gặp phải vô vàn khó khăn không tưởng tượng nổi. Sau khi chiến tranh chống Nhật bắt đầu, Đảng thực hiện chính sách giảm tô, giảm tức ở đại bộ phận nông thôn, tranh thủ đại đa số địa chủ, phú nông đứng về phía chính quyền dân chủ kháng Nhật. Chính sách sáng suốt đó đã có hiệu quả rõ rệt. Lúc bắt đầu, cán bộ thôn suy nghĩ rằng gia đình phú nông có điều kiện kinh tế tốt hơn, liền gửi tôi và Lý Ninh ở nhờ một gia đình phú nông. Lúc đầu họ đồng ý cho chúng tôi ở lại nhà họ. Thế nhưng, thời gian cuộc càn quét ngày một dài, dân toàn thôn phải ở trường kỳ trong khe núi để tránh địch. Gia đình họ cũng tránh vào đó, nhưng ở cách xa chúng tôi vì sợ bị liên lụy. Cuộc càn của địch không phải dăm ba ngày kết thúc, không có quần chúng che chở, làm sao chúng tôi trụ lại được. Thế là cán bộ thôn lại đưa chúng tôi đến ở nhờ hang của một gia đình bần nông. Gia đình này quá là nghèo, trên chiếc giường lò có một cái chiếu sách, chiếc chăn thì thủng hết lỗ này đến lỗ khác, ngoài ra chẳng có một đồ vật gì đáng kể. Ông chủ nhà và cậu con trai lớn đã đi dân công phục vụ tiền tuyến, ở nhà chỉ còn mỗi bà chủ. Chị tuổi ngoài 40, người rắn chắc, mới nhìn đã biết là người hay lam hay làm và cứng rắn. Chị rất nhiệt tình dẫn chúng tôi vào hang động nhà mình. Nhìn cái bụng đã gần 9 tháng của tôi, chị hỏi tôi với vẻ ái ngại: này cô em lớn, em thật không giản đơn chút nào, bụng mang dạ chửa thế kia lại còn dám hành quân chiến đấu. Chị một mặt sắp xếp chỗ nghỉ cho chúng tôi, một mặt nói thao thao bất tuyệt: ôi dào, đàn bà con gái mà, đó là cái số mệnh vậy. Bọn quỷ Nhật trời đánh kia, rồi sẽ có ngày Bát Lộ Quân tóm cổ hết chúng mày. Chị chuyển sang nói bảo đảm với ông trưởng thôn: thôn trưởng, ông cứ yên tâm, mọi người trong Bát Lộ Quân thay chúng em đánh giặc. Hai cô này đến nhà em sẽ coi như người nhà. Nhà em nhất định sẽ săn sóc các cô ấy thật tốt. Cuộc càn quét của địch mỗi ngày một quyết liệt. Bọn giặc 3 ngày 2 lần đánh vào thôn, không thể nào chịu đựng nổi. Thế là thôn trưởng kéo toàn thể bà con, già trẻ, lớn bé vào một hẻm núi ở gần một vùng núi rừng rậm rạp để ẩn náu. Nếu không phải là chiến tranh, cái hẻm núi này là một nơi phong cảnh tuyệt đẹp. Trên đỉnh là tùng mọc, sườn núi, suối róc rách chảy, từng hàng cây mọc xanh thẫm, từng vạt hoa rừng thơm ngát, từng vạt áo, quả mọc sum suê. Các quả táo vừa đỏ vừa tươi, chiu chít, vít cành gần như là sát đất. Nhưng tình hình khó khăn trước mắt khiến chẳng ai còn tâm địa ngắm cảnh. Trong hẻm núi, bên này là chỗ nằm của một nhà, bên kia là chỗ nằm của hộ khác. Lại có mấy người nông dân đang bị sốt rét, không thầy, không thuốc. Họ nằm co quắp trên đám cành cây xếp lộn nhột. Nhìn thấy họ sốt rên hừ hừ, tôi thực chịu không nổi. Đã bước vào mùa thu, trời bắt đầu lạnh. Toàn bộ hành lý đồ dùng của tôi đã bị mất trong trận núi Ngao Ngư,
chỉ còn hai chiếc áo đơn đang mặc. Chúng tôi sống ở ngoài trời, gió mưa dồn dập, rải trên đất có chiếc chiếu rách của chị nông dân, chăn đắp thì cũng chỉ còn chiếc chăn rách lòi cả bông của chị. Sau khi mặt trời khuất núi, gió lạnh bắt đầu, người rét run cầm cập. Vì không muốn làm phiền chị chủ nhà và Lý Ninh, tôi không kêu ca một lời. Lần vào núi này, chúng tôi không mang theo được đồ ăn gì cả. Chị chủ nhà vốn đã đói ăn, thiếu mặc, cuộc sống đã vô cùng khốn khổ vì quân Nhật càn quét liên tục, đốt sạch, cướp sạch, phá sạch. Mùa màng thu hoạch cũng chẳng được bao nhiêu. Trong hoàn cảnh tàn khốc đó, kiếm cái ăn ở đâu ra? Nếu nhà còn có chút lương thực thì cũng phải giấu kỹ để dành. Vào lúc đó, táo mọc đầy cây, đầy rừng đã là món ăn cứu mạng cho chúng tôi. Chúng tôi đói thì ăn táo, khát thì xuống uống nước khe. Táo ở rừng vừa to vừa ngọt. Thế nhưng, ăn táo thay cơm trong một thời gian dài thì chịu không nổi. Vỏ táo không lợi cho tiêu hóa, ăn nhiều sẽ bị chướng bụng. Mấy ngày không đại tiện được, vô cùng khó chịu. Y sĩ Lý Ninh đi theo giúp đỡ tôi vào núi ẩn náu đã phải chịu khổ lây rất nhiều. Cô tới phân hiệu 2 trường đại học kháng Nhật, đầu tiên trực thuộc ban nữ sinh. Tôi đã từng làm chính trị viên của cô. Lúc đó cô chưa đầy 20 tuổi, là nữ thanh niên học sinh đến từ khu quốc thống, mang theo hình thức đẹp đẽ, yêu kiều của một phụ nữ giang nam. Cô không ưa nói nhiều, song tính cách khá quật cường, mạnh mẽ. Một buổi sáng tháng 10, tôi đột nhiên đau quặn lưng, bụng co thắt từng cơn. Sau đó là những cơn đau dữ dội. Tôi biết rằng sắp tới lúc sinh. Vào lúc đó, bọn giặc Nhật luôn sục vào làng để phục. Chúng tôi không về được. Còn ở đây, giữa núi non hoang dã, đến một chỗ ẩn náu cũng khó. Làm thế nào bây giờ? Lý Ninh và chị chủ nhà lo lắng cuống cuồng. Tôi thì cứ từng cơn đau dữ dội. Cố gắng thều thào bảo họ. Cứ bình tĩnh, có cuống lên cũng vô ích. Nếu như không về làng được thì chọn một chỗ nào kín đáo, yên tĩnh là được. May là hôm nay thời tiết tốt. Chị chủ không biết kiếm đâu ra được một cái rìu, nhanh chóng chặt xếp được một đống cỏ mềm, phủ lên một tấm đá phẳng ở một chỗ kín đáo. Lý Ninh nhẹ nhàng dìu tôi nằm xuống. Thời tiết ở vùng núi thay đổi trong nháy mắt. Vừa mới trời quang, mây tạnh, mặt trời chói chang. Một lát mây đen đã phủ tối trời, cuồng phong nổi dậy. Gió trong hẻm núi thật dữ dội, các cây nhỏ ở trên núi bị thổi ngả nghiêng. Xen vào đó, những trận mưa núi, nước đổ ào ào như thác dội xuống. Chị chủ, Lý Ninh và tôi đều như mới lội ở sông lên, người ướt sũng. Cái thai trong bụng quẫy dữ dội, giờ sinh tới rồi. Không nói tới việc một chỗ ẩn náu không có, chỉ cần một cái hang nhỏ để vượt cạn cũng chịu. Chị chủ nhà dùng hai cái gậy chống kẹp cái chiếu rách để che mưa chắn gió cho tôi. Lý Ninh thì chuẩn bị để đỡ đẻ. Chiếc chiếu tre trên đầu tôi bị gió thổi lúc sang trái, lúc sang phải. Chị chủ dùng hai tay nắm chặt hai bên chiếu để căng ra, giữ chặt cho gió khỏi quấn tung. Nhìn nước mưa chảy từ đỉnh đầu chị ào ào, tóc ướt bết vào má, che cả mắt, tôi vô cùng cảm động. Trong cơn đau, miệng vẫn lắp bắp cảm ơn chị. Gió vẫn rít, mưa vẫn bay. Từng cơn đau dữ dội làm cho tôi đờ hết người. Đột nhiên, một tiếng khóc của trẻ sơ sinh cắt ngang sấm vang chớp giật. Tiếng khóc nghe sao trong trẻo và êm ái. Một sinh linh mới đã ra đời trong gió táp mưa xa. Chính trị viên ơi, là một cháu gái. Lý Ninh nâng cháu bé lên, phấn khởi reo to. Tốt, tốt, một cô bé gái. Chị chủ vẫn căng chiếu tre cho tôi, nhưng quay đầu lại ngắm cháu bé trong tay Lý Ninh. Cháu bé sinh ra rồi, không nói tới quần áo, tã lót, ngay đến một miếng vải bọc thân cũng không có. Lý Ninh không nói không rằng sẽ luôn cái khăn trắng của mình làm đôi. Như vậy cháu bé cũng có cái bọc cho ấm, không đến nỗi phải phơi thân lộ thể. Việc sinh cháu bé được thuận lợi, mưa bão cũng đã dừng. Tôi chưa hết mệt mỏi sau khi sinh nở. Chị chủ nhà và Lý Ninh cũng mệt bở hơi tai, ngồi bên cạnh tôi, không nói được lời nào. Trên đỉnh núi phía đông, cây tin tức báo yên đã được hạ xuống. Như vậy là quân Nhật đang xuất quân mò tới. Thế là chị chủ nhà bế cháu bé, Lý Ninh dìu tôi,
lại phải đi theo dân chúng trong thôn di chuyển vào khe núi sâu hơn ở phía tây. Không một giọt sữa, không một hạt gạo, con gái tôi được bế đi khắp mọi nhà để xin ăn. Sau cuộc di chuyển vội vã đó, tôi mới có dịp ngắm kỹ con gái yêu của mình. Khuôn mặt trái xoan trắng hồng, lông mi dài và cong, cái mũi nhỏ, cái miệng môi cong luôn mút mát hít hà. Tôi liền vạch áo chuẩn bị cho con bú. Bấy giờ tôi mới phát hiện ra, đôi bầu vú lúc mang thai cương mọng lên, từ khi sinh con sao đã nhão nhẹt thế này. Tôi cố gắng nặn hai bầu vú, song không một giọt sữa nào chảy ra. Tôi run rẩy cả người, làm thế nào đây? Đây là nơi núi non hoang dã, một hạt gạo cũng không có. Tôi làm sao nuôi sống nổi đứa con gái yêu vừa mới chào đời? Nước mắt tôi bỗng trào ra, rớt cả xuống khuôn mặt trắng mịn bé bỏng của con tôi. Vì sinh hoạt dã ngoại, hành quân chiến đấu vất vả, tôi ăn không tốt, ngủ cũng kém. Hơn một tháng nay, tôi lại chỉ sống nhờ ăn táo rừng. Khi đẻ xong, một hớp cháo, một thìa mì để húp cũng không. Lại phải chạy đi chạy lại, tránh địch càn quét. Tự nhiên mất sữa hoàn toàn. Còn tôi đói khóc vang lên, tiếng khóc như mũi dao đâm suốt tim tôi. Thế nhưng tôi còn làm gì được? Hay là đến xin bú nhờ các mẹ có con mọn? Nào, đưa cháu bé cho tôi. Trong hẻm núi này có mấy chị đang nuôi con bú. Tôi sẽ nói xin họ cho bú nhờ. Tôi không thể tin được cháu bé như thế này lại chịu chết đói. Chị chủ nhà bế cháu đi khắp nơi thương lượng. Này các bà mẹ hảo tâm ơi, đây là cháu bé, con của Bát Lộ Quân. Cha nó đang ở tiền tuyến đánh Nhật. Chúng ta hãy mỗi người cho cháu một miếng sữa. Hãy cứu lấy cháu bé này. Các chị em tốt bụng khi nghe chị chủ nhà tôi nói vậy đều săng sái, cởi áo vạch vú cho cháu bú nhờ. Ban ngày, chị chủ nhà bế cháu đi khắp nơi xin sữa. Ban đêm thì chịu, không biết làm sao. Mọi người chạy ra cả ngày rất mệt, cần nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng tôi làm sao dám quấy rầy họ. Cứ đến tối, con gái tôi lại đói khóc xa xả. Tôi bế cháu lên vỗ về, nựng nịu, cũng chẳng ăn thua. Đặt cháu nằm xuống đất để cháu lạ, nín một chút cũng không được, vẫn cứ ra giả khóc. Chị chủ nhà và Lý Ninh đã quá mệt, lăn ra ngủ say như chết. Tôi không còn dám nhờ vả gì họ. Tôi lại bế con lên, lại ru, lại vỗ về. Lúc đầu cháu vẫn khóc gào lên, song dần do mệt quá, tiếng khóc nhỏ dần. Cuối cùng không còn sức mà khóc nữa, ngủ thiếp đi. Mỗi đêm đều cứ phải xoay sở như vậy, tôi không chợp được mắt, chạy giặc đã mệt. Đêm con lại đói, khóc, tôi chẳng sao ngủ được. Cuối cùng tôi mắc phải chứng mất ngủ nghiêm trọng. Mỗi đêm tôi nằm ngắm sao, sao mọc rồi sao lại lặn. Các đồng chí bây giờ ở đâu? Anh Hồng Thủy ơi, anh ở đâu? Tôi mơ mơ màng màng, tìm ở các vì sao trên không trung. Rời bộ đội, rồi tôi cũng phải chạy giặc chung với dân. Lý Ninh vì tôi đã bị khổ lây. Thế nhưng cô vẫn vui vẻ, lạc quan, không hề tỏ ra hoang mang, dao động, chưa hề thốt ra một lời kêu ca, oán trách, lại luôn luôn tỏ thái độ vui vẻ. Cô biết tôi sinh cháu xong, người suy nhược, sợ tôi ăn không tiêu, càng cố gắng chăm sóc cho tôi. Mỗi lần di chuyển, cô đều bế cháu hộ. Cháu chỉ có hai chiếc tã tạm tạm, không kịp thay, chốc thì nước đái, lát thì dính phân. Lý Ninh không chút nề hà, thấy tã bẩn lập tức mang xuống suối giặt sạch ngay, rồi căng lên dây, rải trên thảm cỏ để nắng chiếu, gió thổi chóng khô. Lý Ninh ngày càng gầy hẳn đi, tôi vừa cảm kích vừa đau lòng. Có lúc thấy cô không chú ý, tôi lẻn xuống suối tự giặt tã lót cho cháu. Đã cuối thu, trời càng ngày càng lạnh, tôi vẫn chỉ có hai cái áo đơn để mặc. Đêm đến gió lạnh gào rú, toàn thân rét run. Tôi ước ao sao có được bát canh nóng hay một bát nước sôi cũng tốt. Cái rét đã làm ta khổ cực, nhưng cực nhất là tôi chỉ có hai chiếc áo đơn mặc cả trên người, không sao thay ra để giặt được. Mồ hôi, nước mưa, bùn đất và các chất bẩn trên người quyện vào nhau khiến người tôi bốc mùi hôi. Vì sinh con giữa gió rét mưa xa, sau tháng ở cữ, toàn gối đất nằm xương,
Tôi không hiểu mình bị bệnh quái ác gì, toàn thân sưng phù, trên người ghẻ lở, đầu tóc toàn cháy. Sắp tới đông, ruồi nhặng vù vù bâu quanh, đuổi không nổi. Tôi đi đâu, ruồi nhặng bay quanh từng đàn. Tôi không dám đi tới chỗ đông người, bất cứ di chuyển tới đâu cũng phải tìm chỗ nằm cách xa mọi người. Cuộc càn quét lần này của giặc Nhật là cuộc càn quét dài ngày nhất và cũng tàn khốc nhất trong cuộc chiến. Lúc đó, không quản mọi cực nhọc, tôi đã chịu đựng, cơ thể rất suy nhược. Song tôi không hề mất tinh thần, vì tôi vẫn tin chắc rằng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Mao Chủ tịch, quân dân Tấn Sát Ký anh hùng nhất định sẽ đập tan cuộc càn quét của giặc Nhật. Chúng tôi nhất định sẽ được trở về phân hiệu 2 Đại học Kháng Nhật, đại gia đình ấm cúng của chúng tôi. Điều làm chúng tôi ngạc nhiên nhất là cháu bé được sinh ra trong gió mưa, bão táp, suốt ngày chịu nắng gió, sống bữa đói, bữa no. Tuy thân hình cháu nhỏ bé, ngoài bị một số mụn do viêm nhiễm, cháu không hề mắc bệnh gì nữa. Phần lớn là nhờ được cô Lý Ninh có mang theo thuốc đỏ, mỗi ngày đều bôi cho cháu vài lần. Các chỗ viêm nhiễm không những không phát triển mà dần dần khỏi hẳn. Chúng tôi xa bộ đội đã 2 tháng. Một hôm, vào trung tuần tháng 10, tin tức về việc quân dân Tấn Sát Ký đã giành thắng lợi chống càn được truyền tới. Chúng tôi cùng bà con trở về làng. Từ sau khi sinh nở, lần đầu tiên tôi được ăn một bát mì nước còn bốc khói, ăn một chút lương thực. Trong cái động nhỏ của chị chủ nhà, tôi ngủ được một giấc yên ổn, ngủ rất ngon và rất sâu. Khi tỉnh dậy, nhìn thấy con gái rầu mỏ đưa đôi tay nhỏ bé về phía mẹ. Đáng thương cho con gái, vừa mới mở mắt chào đời đã lại rời bỏ nhân gian. Trở về làng không lâu, phân hiệu 2 Đại học Kháng Nhật quả nhiên đã cử người về đón chúng tôi. Tôi và Lý Ninh mang theo một cháu bé gầy yếu như một con gà mới nở, may mà không chết đói, vô cùng cảm ơn và bịn dịn chia tay chị chủ nhà bần nông đã đối đãi với chúng tôi như người ruột thịt. Phải đi bộ khoảng 90 lý, tương đương 45 km. Cuối cùng, chúng tôi cũng về được đến nơi phân hiệu 2 đang ở. Vừa tới cửa trường, Hồng Thủy và các đồng chí đã ra đón. Mọi người dìu tôi vào nhà. Người đi lấy nước rửa mặt cho tôi, người nấu cho tôi một bát mì nóng hổi. Bác sĩ ở đội quân y cũng đến khám cho tôi. Trở về giữa một tập thể ấm cúng, gặp lại người thân của mình, những nỗi đắng cay, đau khổ trong 2 tháng qua dâng lên trong tôi. Tôi không tự chủ nổi, bật khóc hu hu. Mọi người đều an ủi tôi, khuyên tôi nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Một lúc lâu sau, tôi mới bình tĩnh trở lại, ăn được liền 3-4 bát mì. Thật là ngon. Trong nồi mì còn có 2 quả trứng gà. Tôi được tắm rửa, thay quần áo, mùi hôi trên người được tẩy sạch. Sau khi mọi người đi rồi, Hồng Thủy đỡ tôi vào giường nằm nghỉ do anh đã tự tay sắp xếp. Anh bế con gái và vỗ về, chăm chú ngắm con. Cháu bé đã được uống nước súp do các đồng chí nấu. Ăn no, cháu ngủ ngon lành. Hồng Thủy ngồi ghé bên giường hỏi tôi tỉ mỉ về tình hình tôi và đồng bào chạy giặc trong 2 tháng qua. Tôi lộn xộn kể lại những nỗi khổ sở mà tôi và cháu bé đã phải chịu, tuôn ra cho hết nỗi lòng. Kể được xong, tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng, dễ chịu. Hồng Thủy lặng yên ngồi bên cạnh tôi, lắng nghe tất cả nỗi niềm tâm sự của tôi. Mặt anh rất buồn, mãi sau mới thốt ra một câu: "Em và con sống trở về được như thế này thật không dễ chút nào. Giả dụ em và con bị chết thì thật anh ân hận suốt đời." Ấy là nhờ chị chủ nhà Bần Nông và y sĩ Lý Ninh, và còn biết bao bà con đáng quý nữa. Nếu không, em và con không thể trở về được. Hồng Thủy không nói một lời, trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng anh đứng dậy nói một cách khẳng định: "Đó chính là sức mạnh của đảng, là sức mạnh của dân đó." Khi tinh thần hoàn toàn bình phục thì sức khỏe tôi lại suy sụp. Tôi nằm bẹp tại giường không dậy nổi. Tôi đã đổ bệnh rồi. Khi về tới phân hiệu 2 xong, mọi người đặt cho cháu bé một cái tên để kỷ niệm việc ra đời trong hoàn cảnh bão táp mưa sa của cháu: Phong Ba. Hồng Thủy suốt ngày bận công tác, tôi thì nằm bẹp, đành phải gửi cháu nhờ một bà ở thôn bên nuôi dưỡng.
nhìn thấy con mỗi ngày một phồng phao, trông thật đáng yêu. Không ngờ ở với bà được 6 tháng thì con bà mắc bệnh sởi, cháu bị lây, không lâu sau chuyển sang viêm phổi. Đáng thương cho bé Phong Ba, vừa mới mở mắt chào đời đã phải lìa bỏ nhân gian. Đó là đứa con đầu lòng của tôi và Hồng Thủy. Cháu đã chịu bao nhiêu gian khổ, đâu có dễ mà sống được. Mấy ngày mấy đêm liền, tôi không sao ăn ngủ được. Cảnh con ra đời cứ từng màn lại diễn trong đầu tôi. Tinh thần của tôi cơ hồ bị suy sụp. Đồng chí Tôn Nghị, hiệu trưởng của chúng tôi, đến thăm và an ủi tôi. Cháu bé sao cũng đã mất rồi, cô không nên quá đau buồn, nên giữ gìn sức khỏe cho tốt. Hiệu trưởng còn động viên tôi thêm, đường đi còn dài, cần phải tiếp tục làm tốt công tác của đảng nữa. Lời của hiệu trưởng Tôn Nghị đã làm cho tôi phấn chấn trở lại. Tôi tuy đã chịu khổ không tưởng tượng nổi, nhưng vẫn còn sống trở về, còn có thể tiếp tục công tác vì đảng. Đấy không phải là hạnh phúc lớn nhất hay sao? Cuối cùng, tôi cũng vượt qua được sự thử thách lần này. Qua thời gian chạy chữa, tôi dần dần khỏi bệnh và lại bước vào cuộc chiến đấu mới. Để tránh nhớ lại những kỷ niệm đau buồn, từ đó về sau, tôi và Hồng Thủy không bao giờ nhắc tới tên thôn đó. Trong suốt một năm nằm bẹp chữa bệnh, Hồng Thủy thường ở bên tôi, nắm tay tôi nói những lời âu yếm. Có lúc anh còn đùa ghẹo tôi. Thời đó chiến tranh kháng Nhật đang ở giai đoạn cầm cự, điều kiện sống rất gian khổ. Về vật chất, Hồng Thủy không có gì cho tôi, nhưng về tinh thần, anh đã an ủi tôi rất lớn, giúp tôi vượt qua những tháng ngày đau khổ. Sau khi khỏe hẳn, tôi được phân về làm giáo viên văn hóa, dạy môn toán. Ở đại đội 4 của trường, chính lúc tôi đang chuyên tâm vào việc dạy học thì bất ngờ lại bị sốt rét. Cơn sốt thường vào ban đêm, nhưng dù đêm bị sốt, ngày tôi vẫn gắng lên lớp. Đối với tôi, đó cũng là một thử thách nho nhỏ. Năm 1942, địch lại quay sang càn quét lớn khu Ký Trung. Khu Ký Trung chi viện lương thực cho khu Bắc Nhạc, nhưng không vận chuyển được. Phân hiệu 2 chỉ nhận được một số đậu đen, thực phẩm của ngựa. Các đầu bếp đã xay đậu thành bột, nấu lên cho người ăn. Vì có một số đậu đen để lâu đã sinh độc tố, đậu nấu ra vừa đắng vừa dạn, nuốt không trôi. Chúng tôi phải hái cả lá, cả hoa, cả quả của cây dương, cây liễu, cây du để ăn cho đỡ đói. Cho đến khi gạo được chuyển đến, tình hình mới có sự thay đổi. Trong thời kỳ phân hiệu 2, Đại học Kháng Nhật gặp phải điều kiện gian khổ nhất. Hiệu trưởng Tôn Nghị và chính ủy Lý Chí Dân của chúng tôi đã đồng cam cộng khổ, cùng đi gùi lương thực, cùng đào củ rừng, cùng đi tăng gia với chúng tôi. Đó là công tác chính trị tư tưởng không phải dùng lời. Các đồng chí ấy đã được toàn thể giáo viên, công nhân viên ủng hộ nhiệt liệt. Trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, gian khổ, phân hiệu 2 Đại học Kháng Nhật đã bồi dưỡng được hơn 1.400.000 học viên, cống hiến tích cực cho việc củng cố và phát triển khu giải phóng Tấn Sát Ký. Ngày nay, mỗi khi nhớ lại giai đoạn lịch sử này, mọi người không hẹn mà nên đều thừa nhận rằng trong đó có một phần tâm huyết của một chiến sĩ chủ nghĩa quốc tế, đồng chí Hồng Thủy. Hơn 50 năm qua, tôi không gặp lại được y sĩ Lý Ninh và chị chủ nhà Bần Nông, và cũng không nhận được tin tức gì của các chị. Cảm ơn các chị. Cũng xin cảm ơn các đồng chí ở phân hiệu 2 Đại học Kháng Nhật. Tôi và Hồng Thủy sinh hoạt và chiến đấu ở phân hiệu 2 hơn 4 năm. Nhớ lại những năm tháng gian khổ và tuyệt vời đó, tôi lại có thể kiên trì đấu tranh, quyết không khuất phục. Đó chính là sức mạnh to lớn mà Đảng và nhân dân đã truyền cho tôi. Đó cũng là điều suốt đời tôi không bao giờ quên. VTC Now.